Jackie Bông xin kính chào quý vị. Cho đến ngày lễ Phục sinh, nửa triệu người Mỹ bị nhiễm COVID và 22.000 người đã tử vong. Đó là con số hơn tất cả một quốc gia nào trên thế giới và hơn cả những đại dịch đã xảy ra như SARS tại Trung Quốc, hay MERS tại Trung Đông và Ebola tại Phi Châu. Vào ngày 14 tháng 4, Tổng thống tuyên bố là Tổ chức Y tế Quốc tế WHO, một cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc, bao che không điều tra Trung Quốc vì không chia sẻ thông tin về mối đe dọa của đại dịch COVID-19, nên Tổng thống ra lệnh ngưng đóng phần tiền vào quỹ điều hành cho tổ chức này trong vòng 60 đến 90 ngày. Cử tri cũng nhớ là trong hai năm 2018 và 2019, Hoa Kỳ đã đóng góp 900 triệu Mỹ Kim trong tổng số ngân sách 5.6 tỷ Mỹ Kim của WHO. Cơ quan y tế thế giới này có nhiệm vụ phối hợp công tác chống bệnh dịch, truyền thông về bệnh tình, cũng như tặng các trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế tại 133 quốc gia. Họ đã cung cấp 1.5 triệu bộ kit xét nghiệm cho 126 nước trên thế giới, phổ biến 40 tài liệu chỉ dẫn y tế cộng đồng cho cả triệu người và phát triển các xét nghiệm và vaccine. Tỷ phú Bill Gates cho rằng gây khủng hoảng đến cơ quan y tế thế giới này là nguy hiểm vì không có tổ chức nào có thể thay thế được, nên cần những nỗ lực của WHO hơn bao giờ hết. Sợ kinh tế bị suy thoái, Tổng thống Trump cho là Hoa Kỳ đã vượt qua đỉnh điểm bệnh dịch rồi, nên tuyên bố ông có quyền tuyệt đối quyết định mở cửa lại các trường học và cơ sở thương mại bị đóng cửa vì lệnh cách ly. Nhưng trả lời phỏng vấn của Associated Press, bác sĩ Anthony Fauci cho là hiện không có khả năng mở lại kinh tế vào ngày 1 tháng 5 vì đó là một lạc quan quá mức. Ngoài ra, cử tri thấy là giữa tháng 4 đã có 650.000 người Mỹ bị nhiễm bệnh với 31.000 người thiệt mạng, nên phần đông các thống đốc cho họ là những người có quyền định đoạt đến tính mạng của người dân sinh sống trong tiểu bang họ. Vì thế, Tổng thống dịu xuống và chấp nhận cho các thống đốc tự chọn kế hoạch mở cửa lại kinh tế. Trong đầu tháng 4, Ủy ban Luật gia Quốc tế International Commission of Jurists và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ AIBA đâm đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền, cáo buộc Bắc Kinh gây tổn hại về thể chất và tâm lý cho người dân trên toàn cầu và gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Ngày hôm sau, 5 tháng 4, Hiệp hội Henry Jackson bên Anh Quốc buộc Bắc Kinh bồi thường ít nhất 6.500 tỷ Mỹ Kim. Và tại California, ba doanh nghiệp Việt Nam vùng Little Sài Gòn vừa nộp đơn kiện Trung Quốc bồi thường 8.000 tỷ Mỹ Kim, đại diện cho vài chục ngàn công ty nhỏ của người Việt. Cử tri không biết các vụ kiện này sẽ đi đến đâu. Jackie Bông xin kính chào quý vị.